vào cái nhà hàng này em cảm thấy rất là ấn tượng. Bởi vì từ cái phong cách phục vụ, từ cái gọi là cái view của quán rất là đẹp. Cái view là cái không gian nó rất là thoáng nhưng cũng lại có sự ấm cúng. Đặc biệt là nó có cái sự sang trọng ở đấy, nhưng mà cũng rất là gần gũi với phong cách gia đình của mình. Đó là về view. Cái thứ hai là về phục vụ thì các bạn nhân viên khá là ok. Có thể nói là quán mà em ấn tượng nhất khi em đã từng ăn ở Thái Nguyên. Cũng chúc nhà hàng Bar Hat của mình là sẽ có nhiều chi nhánh hơn nữa, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, và đây sẽ là một điểm đến mà tất cả mọi người sẽ đến với Bar Hat. Và chúc Bar Hat là luôn luôn đặt cái quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, và chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ luôn luôn tốt như thế này. Nhân đây thì mình cũng xin gửi cái lời chúc cho cái nhà hàng cũng như ban quản trị trong cái thời gian tới này, là từ cái thành công của Bar Hat thì triển khai nhân rộng hơn nữa những mô hình ở trong cái khu vực, trên các địa bàn thành phố cũng như các tỉnh bạn lân cận.